Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe Độc Bộ Thiên Hạ tập 2. Trở lại nhà, Diệp Húc lập tức thu dọn gia sản. Tô Kiều Kiều cũng động thủ hỗ trợ. Đợi khi dọn xong, chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng chân bước tới. Diệp Húc đẩy cửa phòng, chỉ thấy Diệp Phong dẫn theo mười mấy gia nô dũng mãnh tiến vào trong sân, sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống, lưu luyến liếc mắt nhìn chung quanh một cái. Tòa nhà này là của cha mẹ hắn lưu lại, Diệp Húc ở trong này sinh sống đã 14 năm, tràn đầy tình cảm cùng kỷ niệm. Hiện giờ đã phải rời đi, trong lòng rất không thoải mái. Diệp Phong đứng trước cửa, vẻ mặt đắc ý, hăng hái chỉ huy gia nô quét tước sân nhà, nghiễm nhiên đem nơi này trở thành nhà của mình. Quét dọn sân trước thật sạch sẽ vào, cái gì có thể bỏ đi thì ném hết cho ta, miễn cho thiếu gia ta thấy phiền lòng. Diệp Húc thở dài một hơi, mang theo Tô Kiều Kiều bước ra khỏi nhà, mặt không chút thay đổi, hắn nói: Lục ca, xử lý tốt nhà của ta, hy vọng tới khi ta quay lại không trở nên rối loạn. Diệp Phong ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Hắn giận đến tím mặt, rõ ràng Diệp Húc ý coi hắn như cẩu trông coi nhà cửa mà. Diệp Phong có tâm đuổi theo, thế nhưng thấy Diệp Húc đã đi ra, lập tức cảm thấy không còn thú vị gì cả. Hắn nguyên rất hưng phấn, hung hăng làm nhục nhã Diệp Húc một phen, không ngờ ngược lại tự rước nhục vào thân. Con vịt chết còn mạnh miệng, rác rưởi như ngươi còn muốn trở về nội phủ Diệp gia sao? Ngươi nằm mơ đi. Diệp Phong mắng to một câu. Mã trường của Diệp gia ở ngoài thành Liễu Châu chiếm mấy trăm khoảnh, nuôi toàn bộ là tuấn mã Tây Vực. Trong đấy, gia nô có mấy trăm người, phụ trách chăn nuôi cho ngựa. Mã nô đãi ngộ thấp, ăn còn không bằng ngựa. Nếu là ngựa có hơi chút tổn thương hoặc sinh bệnh, nhẹ thì quất roi, nặng thì trực tiếp đánh chết. Diệp Húc đi vào mã trường, chỉ thấy mấy trăm mã nô đang tập võ ở trên mặt cỏ mã trường. Những gia nô này võ nghệ dù không bằng tông thất đệ tử, nhưng cũng vô cùng được. Thậm chí có mã nô lớn tuổi tu luyện tiếp cận trình độ tiên thiên. Một thanh niên mặc quần áo màu xanh đứng phía trước, chỉ điểm mọi người luyện tập võ nghệ, hắn quát: Muốn sống sót ở mã trường của ta, hai tay không có mấy trăm cân khí lực, tuyệt đối không chế trụ được một con liệt mã đâu. Thân thủ càng phải linh hoạt, liệt mã không khống chế được, bốn vó của nó dẫm lên, kết cục chỉ có một chữ chết mà thôi. Diệp Húc trong lòng khẽ động, vị này nói cũng quá nhanh. Vị này chính là chủ mã trường, mã Tam Bảo sao? Nghe nói hắn nguyên là nô tài của Diệp gia ta, sau đó tu thành võ đạo tiên thiên rồi trở thành vũ sĩ, lúc này mới thoát khỏi nô tịch, nhận lấy trọng trách kìa. Diệp Húc đi tới trước, Mã Tam Bảo nhìn hắn và Tô Kiều Kiều, nao nao lập tức rồi nhíu mày. Người chính là thất gia Diệp Thiếu Bảo sao? Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu, trong đám người lập tức chuyển tới thanh âm, nhóm mã nô đều châu đầu ghé tai nghị luận. Hắn chính là Diệp gia thất gia sao? Nghe nói là kỳ tài ngút trời, năm nay mới 14 tuổi mà đã tu luyện tới võ đạo tiên thiên cảnh giới rồi. Thậm chí ngay cả phủ chủ cũng bị kinh động kìa, chuẩn bị trọng dụng hắn, sao lại phải đến mã trường như thế này? Lão Ngô, ngươi không biết rồi, ta nghe một người hầu nam trong nội phủ nói, Diệp Húc ngày hôm đó đi võ bị các, kết quả là không thông qua chắc thí vũ sĩ, bị phủ chủ tức đoạt thân phận tông thất của hắn kìa, rồi bắt làm mã nô, hiện giờ cũng giống như chúng ta, đều là nô tài cả. Mã Tam Bảo quay đầu lại, trừng mắt nhìn, đám mã nô vội vàng im miệng. Mã Tam Bảo dừng một chút rồi lên tiếng: Thật ra, ngươi tới mã trường của ta phải tuân theo quy củ của ta. Ta mặc kệ ngươi là phế nhân hay không, hay là tông thất Diệp gia, Diệp gia đệ tử hay không, chỉ cần xúc phạm quy củ của ta, ta tất nhiên sẽ không buông tha nghiêm trị. Mã trường chủ cứ việc chỉ báo. Diệp Húc mỉm cười lên tiếng. Mã Tam Bảo trong lòng kinh ngạc, bình tĩnh mà xem xét. Nếu đổi lại là mình trải qua chuyện thay đổi chóng vánh này,
chỉ sợ sớm đã không thể gượng dậy, mà Diệp Húc vẫn có thể cười được như trước, không khỏi có chút khâm phục khí độ của hắn. Lão vội vàng chắp tay mà nói: "Chỉ bảo hay gì gì thì không dám. Thật ra công việc mỗi ngày của ngươi rất đơn giản, chính là rửa sạch chuồng ngựa. Chuồng sạch sẽ, ngựa sẽ không sinh bệnh." Dứt lời, lão liền sai người an bài chỗ ở cho Diệp Húc. Diệp Húc lúc này ở trong mã trường thu thập giường chiếu, liền thấy Tô Cử Kiều kích động chạy ra bên ngoài, không khỏi hiếu kỳ mà nói: "Kiều Kiều, ngươi chạy đi đâu vậy?" Nhà đầu kia cũng không ngẩng đầu lên mà nói: Ta ra ngoài luyện võ cùng với mọi người. Tương lai Kiều Kiều có chút thành tựu sẽ bảo vệ được thiếu gia." Diệp Húc cảm thấy vừa buồn cười lại vừa cảm động. Tô Kiều Kiều trước giờ không muốn tập võ, hiện giờ lại có ý niệm này ở trong đầu, lại là vì muốn bảo hộ cho mình. Hắn cười nói: "Người nếu muốn tập võ, tiên thiên võ đạo cao thủ trong nhà không cầu, mà chạy đi tập với những người đấy làm cái gì? Bọn họ tu luyện đều là võ đạo thô thiển, mà ta tu luyện là võ đạo thượng đẳng của Diệp phủ kia." Tô Kiều Kiều khuôn mặt đỏ bừng, lui trở về rồi ngượng ngùng lên tiếng: Nô tỳ quên mất." Diệp Húc cười ha hả nói: "Thương minh luyện thể quyết là bí mật bất truyền của Diệp gia ta, không thể truyền cho người khác họ. Hơn nữa, loại võ học này cực kỳ bá đạo, không thích hợp cho con gái tu luyện. Ta từng ở trong kho vũ khí thấy được một quyển Huyền Minh Chân Khí, đây cũng là võ học thượng đẳng, thích hợp cho con gái tu luyện hơn. Tuy rằng không bằng thương minh luyện thể quyết, thế nhưng kém không tới mấy phần." Diệp Húc đem Huyền Minh Chân Khí từ đầu tới cuối ngâm nga rồi kể tỉ mỉ lại một lần. Hắn chợt phát hiện năng lực lĩnh ngộ của cô bé Tô Kiều Kiều này thật rất mạnh. Hắn chỉ nói một lần, nàng có thể ghi nhớ được Huyền Minh Chân Khí, chỉ sai nhầm vài chỗ mà thôi, hơn nữa còn lãnh ngộ được cả tâm pháp áo nghĩa. Hơn nửa canh giờ đi qua, Tô Kiều Kiều rốt cuộc cũng tìm được khí cảm. Trong đan điền có một tia Huyền Minh Chân Khí được sinh ra, chuyển động vòng quanh chu thiên kinh mạch của nàng. "Tư chất của Kiều Kiều so với ta không kém, thậm chí còn vượt xa đệ tử của Diệp gia khác kìa. Nếu không phải cô gái nhỏ này không dám tập võ, chỉ sợ thành tựu của nàng sẽ không kém ta là mấy đâu." Diệp Húc cũng khoanh chân ngồi xuống, nhìn kỹ kinh mạch cùng đan điền. Hắn bất ngờ phát hiện ra niềm vui lớn. Một kinh mạch của hắn đã khỏi hẳn, độ chắc chắn, cường độ đều gia tăng hơn trước rất nhiều. Hắn thầm nghĩ: "Cái cây non thanh ngọc bên trong bạch ngọc lâu kia, tối cùng là cây gì vậy? Tại sao lại có lực lượng kỳ diệu đến như vậy đây?" Ý thức của hắn lại tiến vào trong ngọc lâu, chỉ thấy cây non trên đào nhỏ lơ lửng bên trên ngọc hoa giao trì đã khỏe mạnh hơn vài phần. Nó cao chừng hơn 2 tấc, đỉnh toát ra 2 phiến lá non xanh biếc, giống như 2 bàn tay non nớt hướng lên nâng vòm trời. Trong không gian ngọc lâu, nơi nơi tràn ngập sức sống bừng bừng, so với trước nồng đậm hơn rất nhiều. Cây non thanh ngọc này, Diệp Húc vẫn không thể nhận ra nó là cây cối hay là hoa hoặc thực vật nào đấy. "À, làm sao lại có nước vậy?" Hắn đột nhiên chú ý tới giữa 2 phiến lá cây của cây non thanh ngọc đột nhiên có một giọt sương trong suốt như ngọc, trong lòng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Ngọc hoa giao chỉ bên trong bạch ngọc lâu đã khô cạn từ lâu, hơn nữa bạch ngọc lâu lơ lửng bên trong đan điền của hắn không thể tiếp xúc với bên ngoài, vậy giọt sương này rốt cuộc là từ đâu tới? Giọt sương kia tản ra hương thơm mê người, làm cho người ta không kìm được mà muốn nuốt nó vào. Nhưng Diệp Húc lại nhạy cảm thấy được trong giọt sương này sung mãn năng lượng cuồng bạo, nếu như chính mình tùy tiện nuốt vào, thân thể khẳng định không thể chịu đựng nổi, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Leng keng leng keng, giọt sương kia chảy theo phiến lá đi xuống, một giọt nhập vào trong ngọc hoa giao chỉ, phát ra một tiếng vang trong trẻo, dường như nó giống như thủy ngân vậy, lăn qua lăn lại trong giao chỉ, thế nhưng không có bốc hơi lên. Một giọt sương kỳ quái, một loại thực vật kỳ quái, một tòa ngọc lâu cũng kỳ quái luôn. Diệp Húc rời khỏi không gian ngọc lâu, chuyên tâm dắt sức sống của ngọc lâu dũng mãnh tiến vào trong kinh mạch của mình. Kinh mạch của hắn đã bị phá nát, dường như hạn hán gặp nước vậy. Tham lam cắn nuốt sức sống từ cây non chuyển tới, tu bổ kinh mạch đang bị thương tổn. "Hiện tại kinh mạch của ta đã được thông, hẳn là có thể tu luyện thương minh luyện thể quyết rồi." Diệp Húc khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tâm thần vận chuyển thương minh luyện thể quyết. Qua không lâu, trong đan điền chậm rãi sinh ra một dòng chân khí thương minh. Thương ý là màu xanh, minh là không trung. Thương minh luyện thể quyết chính là muốn đem đan điền tạo thành một mảnh thiên không màu xanh, bởi vậy chân khí cũng là màu xanh. Diệp Húc từng đem lại công pháp này tu luyện tới cảnh giới tiên thiên, tuy rằng tu vi mất hết, thế nhưng căn cơ vẫn còn. Đan điền của hắn đã trở nên cực kỳ rộng lớn, lúc này trùng tu cũng cực kỳ dễ dàng. Tuy nhiên khiến cho hắn kinh ngạc nhất chính là dòng chân khí thương minh này vừa mới sinh ra, trong bạch ngọc lâu đã chuyển tới một dẫn lực cực kỳ hùng mạnh,
hút chân khí đi vào trong. Ý thức của Diệp Húc cũng đi theo dòng chân khí này tiến vào trong ngọc lâu, chỉ thấy chân khí thương minh hướng tới cây non thanh ngọc kia mà đi vào, bỗng nhiên chui vào trong cây non. Sau một lúc lâu, lập tức lại chui ra khỏi phiến lá xanh. Chân khí vốn màu xanh nhạt, không ngờ lại biến thành màu xanh thẫm, hiển nhiên chất lượng chân khí so với trước cao hơn không chỉ một bậc. Hơn nữa, trong chân khí thương minh còn có ẩn chứa khí tức sinh mệnh, hẳn là biến hóa bên trong cây non kia. Chân khí chính tông chỉ tốt ở mặt ngoài mà thôi. Diệp Húc chậc chậc lưỡi, lấy làm kỳ quái, tuy nhiên biến hóa này không có chút tổn hại nào với hắn, ngược lại còn hữu ích vô cùng. Nó có thể trợ giúp chữa trị kinh mạch, vì thế cũng không để ở trong lòng, lập tức thao túng dòng chân khí này du nhập vào trong kinh mạch. Có chân khí này trợ giúp, Diệp Húc lại phát hiện ra niềm vui bất ngờ, tốc độ chữa trị kinh mạch của hắn nhanh hơn vài phần. Chỉ nửa canh giờ sau, liền khai thông một chủ kinh mạch, tốc độ chữa trị kinh người. Cùng lúc đấy, ở trong đan điền của hắn, thương minh chân khí mới không ngừng cuồn cuộn sinh ra. Nó lập tức bị cái non thanh ngọc bên trong bạch ngọc lâu hút vào trong cơ thể, lập tức lại phun ra, biến thành màu xanh thẫm. Chân khí Diệp Húc không ngừng lớn mạnh, tốc độ khai thông kinh mạch cũng nhanh hơn. Mà kinh mạch khai thông ra được càng nhiều, chân khí sinh ra cũng càng nhiều hơn, hình thành một vòng tuần hoàn. Qua hồi lâu, Diệp Húc rốt cuộc cũng mở to mắt. Vô hình chung, hắn đã tu luyện một tối rồi, sắc trời bên ngoài đã rõ ràng, Tô Kiều Kiều cũng đã rời đi tới lúc nào không hay biết. Trải qua thời gian dài tu luyện như vậy, kinh mạch trong cơ thể hắn đã khôi phục hơn phân nửa. 2 ngày, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thôi, ta có thể chữa trị được toàn bộ kinh mạch rồi. Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn thầm nhủ. Chỉ cần kinh mạch được chữa trị, ta lần nữa sẽ có hy vọng trùng tu tiên thiên võ đạo, cảnh giới, trở thành vũ sĩ. Ta muốn những người làm nhục ta phải ngước mắt mà nhìn, ai mới chân chính là sắc dưới. Giữa trưa hôm đấy, Tô Kiều Kiều tới bên ngoài phong trần mệt mỏi đi về. Nàng mặc một thân áo vải cùng cây châm cài tóc ở trên đầu, trên người bẩn hề hề. Vừa mới vào cửa, Diệp Húc đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi. Khẽ nhíu mày, hắn lên tiếng hỏi: Kiều Kiều, sao lại thế này? Má trường chủ, vừa rồi phái người tới bà thiếu gia tới quét dọn chuồng ngựa. Nô tỳ thấy thiếu gia còn đang tu luyện, vì thế lên. Sao, người đi quét dọn chuồng sao? Diệp Húc nhớ lại hôm qua Mã Tam Bảo quả thật bố trí hắn đi quét tước chuồng ngựa, hắn chỉ lo tu luyện, không ngờ quên mất chuyện này. Không nghĩ tới Tô Kiều Kiều không đành lòng đánh thức hắn, không ngờ một mình đi làm chuyện này. Phải biết rằng Mã Trừng Diệp gia có chừng hơn 100 thất ngựa, mỗi một thất ngựa chiếm một chuồng, tính toán lại có cả hơn 100 cái chuồng. Mặc dù là một mã nô cường tráng, một buổi sáng cũng không chắc chắn hoàn thành được, huống chi một cô gái yếu ớt như nàng ta đây. Diệp Húc nếu tu vi không có mất, địa vị trong Diệp phủ là cực cao, Tô Kiều Kiều là nha hoàn bên người của hắn, thế nhưng thực tế cũng được đãi ngộ tương đương với thiên kim tiểu thư phú quý. Chưa từng có chạm qua việc nặng và bẩn như vậy, thật không hiểu nàng làm như thế nào với công việc đấy. Diệp Húc dịu dàng lên tiếng: Kiều Kiều, sau này chuyện quét dọn chuồng ngựa để ta tớ làm đi. Như vậy sao được, ngài là thiếu gia, hơn nữa thương thế còn chưa tốt. Thiếu gia sao? Diệp Húc cười lắc lắc đầu nói: Trước kia thôi, hiện giờ đã không còn là thế nữa rồi, hơn nữa thương thế của ta đã tốt hơn, việc này còn chưa làm khó được ta đâu. Dứt lời, hắn lấy một chậu nước rồi cười nói: Tới đây, ta giúp ngươi rửa mặt. Coi mặt ngươi kìa, biến thành mặt mèo rồi kìa. Diệp Húc miễn cưỡng túm lấy tay của nàng đặt vào trong chậu nước, chỉ thấy bàn tay của nàng giống như chảy máu vậy, trong lòng có chút chua xót, cẩn thận dùng khăn lau sạch rồi hắn cười nói: Trước kia đều là người hầu hạ ta, hiện tại tới lượt ta giúp ngươi, tới đây nào, nâng mặt lên. Tô Kiều Kiều nhắm hai mắt lại, theo lời nâng mặt lên. Diệp Húc chảy nhẹ khăn lau, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt của nàng, chỉ thấy khuôn mặt thiếu nữ càng lúc càng đỏ hồng, môi anh đào ướt át, khí phun như lan. Thiếu nữ trong lòng vừa cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy ngọt ngào. Diệp Húc cảm giác được không khí có chút khác thường. Hắn cười gượng hai tiếng, đột nhiên chỉ nghe thấy một thanh âm trẻ con từ ngoài truyền tới nói: Hay, hãy cho một đôi cẩu nam nữ. Vừa dứt lời, liền gặp một thiếu niên áo gấm 13-14 tuổi mang theo 5-6 người hầu dũng mãnh bước vào trong phòng. Một nô bộc quỳ rạp xuống mặt đất, thiếu niên áo gấm kia ngồi trên lưng hắn, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Húc. Tô Kiều Kiều cuống quýt đứng lên, đỏ mặt tránh ra phía sau của Diệp Húc. Thập tam đệ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Húc nhíu mày, cao giọng nói: Thiếu niên áo gấm này ở trong tông thất đệ tử đứng hàng thứ 13, tên là Diệp Tân. Lúc Diệp Húc đắc thế, Diệp Tân giống như cái đuôi của hắn, mỗi ngày đi theo sau, thất ca không ngừng mà lịnh nọt thôi rồi. Diệp Tân tức giận hừ một tiếng, the thé kêu lên: Ai là thập tam đệ của ngươi?
một mã nô rắc rưởi cũng có thể kêu thập tam đệ được hay sao? Diệp Húc cau mày, bưng chậu nước rửa mặt lên, tạt nước bẩn ra bên ngoài, trong lòng có chút tư vị khó nói. Diệp Tân nhỏ hơn hắn 1 tuổi, nhìn như không hề có tâm cơ, khờ dại vô cùng, không nghĩ tới hiện giờ lại có sắc mặt như thế này. Một nô bộc cười lạnh một tiếng, huy huy ra ngựa. Hê, tiểu mã nô, hôm nay Tân thiếu gia rất vui, tính muốn cưỡi ngựa đi du lịch, nhanh đi bắt một con ngựa tới cho thiếu gia nào. Lão thập tam, quản chó nhà ngươi cho tốt vào, chủ nhân lúc nói chuyện nào tới lượt chó sủa loạn như vậy. Diệp Phúc chắp tay sau lưng, lạnh lùng mà nói. Tên nô bộc kia bị thắt một cái ngã lăn xuống đất, răng cũng bị rụng mất 2-3 cái. Hắn vừa sợ vừa giận, vội vàng xoay người đứng dậy, nghẹn ngào lên tiếng. Mọi người cùng tiến lên, đánh chết hắn đi. Mấy nô bộc khác cũng lập tức tiến lên, vây Diệp Phúc cùng Tô Kiều Kiều vào giữa. Dừng tay! Diệp Tân quát lớn, đứng dậy run run áo gấm, đi nhanh tới bên cạnh Diệp Húc, cười lạnh mà nói. Đánh chó phải ngó mặt chủ nhân, đánh chó của ta, ta chủ nhân tất nhiên phải xuất mã rồi. Diệp Thiếu Bảo, tất cả mọi người khen ngươi là kỳ tài võ học, là cao thủ đứng đầu Diệp gia thế hệ trẻ tuổi. Hôm nay thiếu gia cho ngươi biết được, ngươi trong mắt ta, dám cũng không bằng. Đánh bại ngươi, Diệp gia cao thủ số 1, chỉ có thể là Diệp Tân ta rồi. Diệp Húc khẽ nhíu mày, kinh mạch của hắn chưa được chữa trị hoàn toàn. Đối phó với nô bộc bình thường thì còn được, nhưng nếu đối phó với đệ tử tông thất Diệp gia cũng luyện thương minh luyện thể quyết thì có chút không được. Thương minh luyện thể quyết dũng mãnh bá đạo, trong lòng hắn biết rất rõ, tu luyện loại võ học này chân khí bá đạo so với cao thủ đồng cảnh giới phải thâm hậu hơn mấy lần. Diệp Tân tuổi tác tuy còn nhỏ nhưng đã đem thương minh luyện thể quyết tới 4 trọng, nếu như là hắn trước kia loại này một trưởng cũng có thể thủ thắng, nhưng hiện giờ kinh mạch chưa lành, chỉ sợ dựa vào kiến thức cùng tầm mắt không phải là đối thủ của Diệp Tân. Diệp Tân cười khanh khách không ngừng, kêu lên mà nói. Tiện nô, chỉ cần ngươi đem tiểu nữ nhân đứng phía sau ngươi tặng lại cho ta, chơi 2 ngày, thiếu gia hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Húc nhíu mày, trong lòng đã nổi giận, rồi đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí. Lúc hắn gặp rủi ro, chỉ có mình Tô Kiều Kiều bồi bên cạnh người, dốc lòng mà chịu cố. Vô hình chung Tô Kiều Kiều đã chiếm lấy địa vị trọng yếu trong lòng của hắn. Hắn đã coi nàng là thân nhân của mình, là người nhà. Cho dù liều mạng, liều cái tính mệnh cũng phải bảo vệ an toàn của nàng. Diệp Tân nói như vậy, không thể nghi ngờ là đã đụng phải nghịch lân của hắn. Động vào, tất làm cho sát khí trong lòng của hắn không thể ngăn chặn được. Trong đan điền, tòa thần bí ngọc lâu dường như cảm nhận được lửa giận của hắn, lập tức trở nên hưng phấn và sao động lên. Nó kịch liệt run run, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra khỏi đan điền vậy. Diệp Tân bị ánh mắt hắn nhìn qua, không khỏi dùng mình mấy cái. Rồng bị vây nơi nước cạn, dư uy vẫn còn. Diệp Húc một mắt đã dọa cho hắn chết khiếp. Diệp Tân đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn bị phế bỏ tất cả tu vi, kinh mạch bị đứt đoạn, đã là một phế nhân rồi. Ánh mắt của hung dữ thế nào thì dùng được cái gì chứ? Dũng khí trong lòng của hắn chợt nổi lên. Diệp Tân lúc này nổi giận, quát một tiếng, đánh tới Diệp Húc. Tay đưa tới trán của Diệp Húc chộp tới. Thương minh chân khí của hắn vận hành tới lòng bàn tay, chỉ thấy bên bàn tay nhỏ kia xuất hiện dòng chân khí màu xanh nhạt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, mạch máu hết thảy đều hiện rõ, giống như mấy con giun màu xanh đang di chuyển vậy. Phân kim liệt thầu thú. Hành động này của hắn không chỉ đơn thuần là giáo huấn Diệp Húc một chút, mà là động sát ý, phải một trưởng đánh chết Diệp Húc. Bạch Ngọc Lâu trong đan điền Diệp Húc bị trưởng phong của Diệp Tân kích thích, trở nên càng thêm hưng phấn, càng thêm sao động, muốn thoát ra khỏi cơ thể tới nơi vậy. Cây non thanh ngọc bên trong Ngọc Lâu cũng trở nên hưng phấn, một cỗ sức sống dũng mãnh truyền tới kinh mạch của Diệp Húc, lớn hơn bình thường không chỉ gấp 100 lần. Lực lượng sức sống này cùng với chân khí thương minh nhỏ bé trong kinh mạch của Diệp Húc dung nhập với nhau, một đường tiến nhanh thế như trẻ tre nhằm về phía kinh mạch tắc gãy của hắn. Chỉ nghe thấy trong cơ thể Diệp Húc truyền tới những tiếng lách cách vạo vang, trong nháy mắt sức sống cùng chân khí không ngờ đã đả thông toàn bộ kinh mạch của hắn, chữa trị lại toàn bộ kinh mạch tổn thương. Thương minh chân khí lập tức thông suốt, bay nhanh vận chuyển một vòng chu thiên tuần hoàn không ngừng. Có chân khí nhỏ bé này, Diệp Húc rút cuộc cũng có sức phản kháng. Phân kim liệt hầu thủ của Diệp Tân đã tới trước mặt của hắn, chỉ một khắc nữa là chụp được vào cổ của hắn. Khóe miệng Diệp Tân lộ ra nụ cười tươi, có chút đắc ý, chỉ cần bị phân kim liệt hầu thủ bắt được lấy cổ, nhẹ nhàng sờ một cái thôi, đừng nói là ít hầu mềm mại, cho dù cứng như sắt thép cũng bị bóp nát. Tuy nhiên hắn rút cuộc không cười nổi, bởi vì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bàn chân to, Diệp Tân thu thế không kịp, bị đụng phải, sau đấy bị một cước đá bay. Diệp Tân xoay người dựng lên, trong lòng vừa sợ vừa giận, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một dấu chân, ngay cả cái mũi cũng bị một cước dẫm lên, máu mũi chảy dài.
Một cước của Diệp Húc vô cùng ảo diệu, chiêu thức của Diệp Tân hoàn toàn dùng hết, không kịp biến hóa, cho nên mới bị một cước của Diệp Húc đánh vào mặt. Nếu như Diệp Húc còn tu vi, một cước này không chỉ lưu lại một dấu chân trên mặt Diệp Tân mà sẽ là dẫm nát xương sọ của hắn. Cũng may rắc rửa này đã mất hết tu vi rồi. Diệp Tân lập tức đánh tới Diệp Húc, lạnh lùng mà nói: "Còn thất thần làm cái gì, cùng tiến lên, các người bắt nữ nhân kia lại, ta tới đối phó với hắn." Chính vào lúc này, đột nhiên một bàn tay to hiện ra tới trước mặt của Diệp Tân, nhẹ nhàng một chảo nắm lấy cổ của hắn. Cho dù Diệp Tân có thông minh luyện thể quyết, luyện tới thứ 4 trọng, không ngờ ngay cả phản kháng cũng không có đường. Bàn tay to kia dường như nắm cổ một con gà vậy, tùy tay phẩy một cái, ném hắn ra khỏi phòng. Diệp Tân mặt chạm đất, ngã chúi rụi, miệng đầy đất, sưng mũi vỡ vụn, cái mũi của hắn dường như bị ép chặt xuống vậy, dán vào mặt hắn. Trong lòng không khỏi vừa sợ vừa giận. Vài tên nô bộc không rảnh bắt Tô Kiều Kiều, cuống quýt xông tới phía trước, nâng hắn dậy. Một nô bộc kêu lên: "Thiếu gia, mặt ngài, mặt ngài!" Bang một tiếng, Diệp Tân tát cho hắn một cái thật mạnh, đánh cho tên nô bộc kia quay vài vòng trên mặt đất, không rõ nam bắc. Diệp Tân nhìn người xuất hiện trong phòng, nao nao giận dữ cười nói: "Chu Thế Văn, người Chu gia các ngươi, không ngờ cũng dám tới Diệp gia mã trường, người chán sống hay sao?" Đại hán râu quai nón trong phòng cười lạnh lên tiếng: "Đừng nói là một cái mã trường nho nhỏ của Diệp gia các ngươi, cho dù là Diệp phụ, Chu Thế Văn ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiểu tử, nếu ngươi không đi, muốn đi cũng không được nữa đâu." Diệp Tân dùng mình một cái, không dám nói nhiều, tức giận hừ lạnh một tiếng, mang theo tươi tớ xám xịt rời đi. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thanh niên râu quai nón, hắn mỉm cười: "Chu huynh, sao lại tới đây vậy?" Trong đan điền của hắn, Bạch Ngọc Lâu cuồng bạo tới cực điểm, nếu không phải thanh niên này xuất hiện trước mặt, nói không chừng tòa thần bí Ngọc Lâu sẽ thất thể mà ra, trực tiếp oanh sát đám người Diệp Tân. Tòa Bạch Ngọc Lâu này mấy ngày trước còn có thể đánh nát tòa Thất Tinh Thanh Quang Hàn Ngọc Lâu thiên đạo ban cho Diệp Húc, oanh sát đám người Diệp Tân này quả thực là rất dễ dàng. "Nếu ta không tới, chẳng phải ngươi bị tên vô danh tiểu tốt này đánh chết rồi hay sao?" Chu Thế Văn bề ngoài giống như một đầu hùng sư, thanh âm như sấm, hắn cười to nói: "Hơn nữa ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Thiếu Bảo có phải giống như lời đồn hay không, thật sự biến thành một phế nhân hay không. Hiện giờ xem ra ngươi quả thật là bị phế đi rồi, không ngờ bị một tiểu tử bình thường kia cưỡi lên đầu lên cổ." Chu gia, Diệp gia và Phương gia là ba gia tộc Vu Hoang thế gia của Liễu Châu Thành. Vu sĩ xuất hiện lớp lớp, hình thành thế chân vạc. Tuy nhiên, giữa tam đại thế gia này cũng không có sự hòa thuận, thường xuyên đấu tranh gay gắt. Nếu một nhà có thực lực hùng mạnh hơn, hai nhà khác sẽ liên thủ để đối kháng. Diệp Húc lần trước chắc thí ở võ bị các bị thất bại, phủ chủ Diệp Tư Đạo từng hoài nghi do là hai đại thế gia này đã gây lên. Chu Thế Văn cùng Diệp Húc hai người từ nhỏ đã không bình thường. Diệp Húc là kỳ tài ngút trời của Diệp gia, còn hắn là thiên kiêu chi tử của Chu gia. Hai người tranh đấu gay gắt không biết bao nhiêu lần. Lúc mới đầu Chu Thế Văn thua ít thắng nhiều, nhưng tuổi tác của Diệp Húc càng ngày càng lớn thì tình huống này liền ngược lại, Chu Thế Văn biến thành thua nhiều thắng ít. Một năm gần đây mỗi tháng hai người đấu một lần, Chu Thế Văn rõ ràng một lần thắng cũng không được. Mục đích lần này của hắn đúng là muốn nhìn xem Diệp Húc có phải bị phế đi thật sự hay không. Diệp Húc lộ ra nụ cười, trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang, hắn nói: "Chu Thế huynh, ta có phải phế nhân hay không cũng không phải lời ngươi nói là được. Sớm muộn cũng có một ngày chúng ta có thể tái đấu được một hồi nữa. Hy vọng Chu Thế huynh không phải quỳ xuống xin tha thứ mới phải." "Phi, phi, lão tử quỳ xuống xin tha thứ sao?" Chu Thế Văn nhổ hai cục đờm, Tô Kiều Kiều nhìn thấy nhíu mày, thầm mắng người này bên ngoài ra vẻ nho nhã, thế nhưng lại cực kỳ thô lỗ. "Nhìn tiểu tử ngươi còn ý chí chiến đấu như vậy, lão tử ta an tâm rồi." Chu Thế Văn cười ha hả, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, tự nhiên phóng khoáng tới cực điểm. Thanh âm từ bên ngoài cửa truyền vào: "Diệp Thiếu Bảo, ta đã luyện hậu thổ bá thể thần công tu tới cửu trọng rồi, chỉ kém nửa bước nữa là bước vào tiên thiên. Lão tử ta rất mong chờ ngươi đứng lên một lần nữa, sau đó ngã xuống trong tay của ta kìa. Không có ngươi làm đối thủ, Diệp gia các ngươi sớm muộn cũng bị ta tiêu diệt. Diệp Tư Đạo tuy rằng rất mạnh, thế nhưng tư chất của lão tử tốt hơn hắn rất nhiều. Qua 10 năm nữa thôi, Vũ sĩ mạnh nhất Liễu Châu Thành sẽ đổi chủ, mà những huynh đệ của ngươi, cái gọi là Diệp Phú Tam Kiệt, theo ta mà nói chỉ là một đám heo con mà thôi." Hắn vừa mới đi ra, Tô Kiều Kiều nhẹ nhàng liền thở, rồi vỗ vỗ ngực bĩu môi nói: "Thiếu gia, Chu Thế Văn công tử năm nay chắc cũng phải 40-50 tuổi rồi, còn không vượt qua được người.
mà lại còn dám khiêu chiến với người sao? Ở bên ngoài, Chu Thế Văn nghe thấy được lời của nàng, chân lảo đảo một cái, suýt nữa thì té ngã. Thanh niên giơ cái nón vẻ mặt bi phẫn. 40-50 tuổi sao? Chẳng lẽ lão tử trông già như vậy hay sao? Diệp Húc nhịn cười, giải thích với nàng. À, đây là tác dụng của tuyệt học gia truyền của Chu gia, hậu thổ bá thể thần công thôi. Người tu luyện hậu thổ bá thể thần công có vẻ thành thục hơn người thường một chút. Chu huynh nhìn như già nua, nhưng thực chất chỉ hơn ta một tuổi thôi. Nói như vậy, hắn mới 15 tuổi thôi sao? Thấy thế nào cũng giống như 50 tuổi vậy. Tô Kiều Kiều thè lưỡi, cảm thấy khó tin mà nói. Diệp Húc cười, lên tiếng. Đó là bởi vì hậu thổ bá thể thần công của hắn luyện tới kiểu trọng. Tuy nhiên, nói gì thì nói, Chu huynh bộ dạng quả nhiên hơi già một chút thật. Ở cách đó không xa, Chu Thế Văn nghe thấy Diệp Húc nói như vậy gần như là hộc máu. Hắn lẩm bẩm. Phía sau của già chức tuổi còn hơn một chút nữa sao? Tổ tiên à, vì sao người phải truyền xuống môn thần công này chứ? Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn nói. À, Kiều Kiều, vừa rồi Chu huynh nói Diệp Phổ Tam Kiệt là người nào vậy? Còn không phải, lúc thiếu gia hôn mê những người đó tự nhiên tự phong hay sao? Tô Kiều Kiều cười nói. Đại tổng quản Diệp Tần xếp hạng đầu của Tam Kiệt, Diệp Bân đứng thứ hai, rồi Diệp Phong thứ ba. Nghe nói đại tổng quản nội phủ tự mình bình qua bọn họ, nói ba người này trong mấy năm đều có hy vọng để trở thành tiên thiên thành vũ sĩ kìa. Theo ý của nô tỳ, thiếu gia không ở đấy, bọn họ đúng là hổ xuống núi, khỉ xưng vương mà. Hóa ra là ba người bọn họ sao? Diệp Húc khẽ mỉm cười nói. Tuy nhiên, Kiều Kiều à, đại ca Diệp Tần của ta cũng không phải là khỉ gì cả đâu. Nó không chừng hiện giờ hắn đã thành vũ sĩ rồi. Diệp Tần là con cả của phủ chủ Diệp Tư Đạo, mấy năm trước đã luyện thương minh luyện thể quyết tới cảnh giới kiều trọng. Sau một thời gian không thể đột phá, liền đi ra ngoài du lịch, mãi tới bây giờ cũng không có trở về. Chu Thế Văn đi nhanh ra ngoài mã trường, đột nhiên dừng bước chân, đồng tử nhanh co rút lại. Chỉ thấy cách đó không xa, trước mặt của hắn, một thanh niên lẳng lặng đứng đấy, một bộ màu xanh chờ hắn đi tới. Là Mã Tam Báo, Mã trường chủ sao? Chu Thế Văn sắc mặt hơi trầm xuống. Không sai, đúng là Mã Mỗ. Mã Tam Bảo khuôn mặt lạnh lùng, gượng cười nói. Chu thiếu gia đi vào mã trường của ta, đả thương người, dừng nghĩ muốn trốn hay sao? Chu Thế Văn cười ha hả, châm chọc nói. Mã trường chủ, người nguyên là tứ phẩm vũ sĩ, mà ta mới là chân đạp tiên thiên, chẳng lẽ muốn mượn tu vi áp chế ta, ra tay với ta phải không? Khí thế của Mã Tam Bảo kéo lên quanh người, nguyên khí quang thân kịch liệt khởi động. Nguyên khí giải thể, không ngờ hóa thành một con giao long màu xanh dài ba trượng, có đầu không có đuôi. Giao long xuất hiện từ trong đan điền của hắn bay ra, đuôi dường như còn ở trong bụng của hắn. Giao long bay chung quanh thân hình của Mã Tam Bảo mấy vòng, giơ lên cái đầu rồng, gắt gao nhìn thẳng vào Chu Thế Văn, tản mát ra khí tức thô bạo và cuồng liệt. Tuy rằng khí thế của Mã Tam Bảo khủng bố vô cùng, nhưng giọng điệu vẫn bình thản như trước nói. Đây là chức trách của Mã Mỗ, Chu thiếu gia chớ trách tội. Mã trường chủ, chẳng lẽ ngươi không kỳ quái vì sao ta biết ngươi là bồi nguyên tứ phẩm vũ sĩ còn dám xông vào mã trường Diệp gia hay sao? Chu Thế Văn đối mặt với khí thế hùng mạnh của Mã Tam Bảo, thần thái vẫn bình tĩnh dị thường. Chỉ thấy phía sau hắn, một lão giả thanh bào chậm rãi đi ra. Trên người của lão giả mặc mấy tầng áo bông thật dày, hai tay chắp sau lưng, có vẻ rất quê mùa. Hiện giờ là mùa hè, mặt trời ở trên đỉnh đầu, nhưng lão dường như cảm thấy lạnh vô cùng. Ngay cả trong miệng của lão cũng thở ra dòng khí màu trắng nhẹ nhẹ, giống như không phải trong thời tiết mùa hè mà là trong mùa đông khắc nghiệt vậy. Mã Tam Bảo nhăn mặt, lão giả này tên là Chu Cường Thịnh, đại quản sự nội phủ Chu gia, tu vi đạt tới cố nguyên thất phẩm, cách biệt một trời một vực với bổ nguyên tứ phẩm. Lão sở dĩ cảm thấy rất lạnh không phải lão tu luyện cái tâm pháp âm hàn gì, ngược lại bởi vì tâm pháp của lão cực kỳ cương mãnh bá đạo, làm cho nguyên khí quanh thân thể lão bốc cháy mãnh liệt như hỏa. Dòng khí thở ra bên ngoài bởi vì nhiệt độ thấp cho nên biến thành sương mù màu trắng. Thanh âm của Chu Cường Thịnh khô khốc, giống như quanh năm thiếu nước vậy. Hắn chắp tay nói: "Xin mời Mã trường chủ cấp cho lão hủ chút thể diện." Mã Tam Bảo lắc đầu nói: "Chu đại tổng quản, thứ lỗi cho, việc này ta không thể làm chủ, chỉ có thể mời phủ chủ đại nhân bảo làm gì thôi." Chu Thế Văn cùng Chu Cường Thịnh hai người trong lòng cả kinh. Diệp Tư Đạo cũng tới đây sao? Diệp Tư Đạo uy danh rất thịnh, còn chưa lộ mặt, ý chí chiến đấu của hai người đã không còn. Kỳ thực Diệp Tư Đạo tư chất cũng không tốt, tu vi của hắn ở Liễu Châu Thành cũng không phải là cao nhất. Trong tam đại vô hoang thế gia,
tu vi cao nhất là Phương gia gia chủ Phương Vạn Hoành. Nhưng mặc dù là Phương Vạn Hoành cũng không phải đối thủ của hắn. Hai người từng giao thủ một lần, sau khi giao thủ, Phương Vạn Hoành nằm trên giường bệnh suốt 3 tháng. Nếu không có Chu gia nhảy vào, lần đấy Phương gia không khéo đã bị Diệp gia nhổ ra khỏi Liễu Châu rồi. Phù chủ, Mã Tam Bảo không người cung thanh nói. Diệp Tư Đạo hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi tới, làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung như sương mờ. Người nhìn thấy không thể biết rõ bước tiếp theo của hắn là đi tới đâu. Qua 10 năm nữa, vũ sĩ đệ nhất Liễu Châu Thành thuộc về ngươi phải không? Diệp Tư Đạo như cười như không mà nói. Chu Thế Văn trong lòng cả kinh, hắn lập tức biết rằng lời nói của hắn với Diệp Húc lúc trước đã bị Diệp Tư Đạo nghe thấy rõ ràng. Nhất thời, hắn cao giọng nói. Diệp phủ chủ, sau 10 năm nữa, ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Nếu ngươi sợ hãi, hiện tại có thể giết ta. Diệp Tư Đạo mỉm cười, hắn lên tiếng nói. Ngươi bề ngoài thô lỗ, thế nhưng kỳ thực lươn lẹo như hồ ly, hiểu được phép khích tướng để bảo mệnh, rất khó mà có được. Nếu là những người khác nói với ta như vậy, để diệt trừ uy hiếp ta nhất định sẽ diệt hắn. Tuy nhiên, ngươi còn không khiến cho ta có ý nghĩ này. Tử tội có thể miễn cho ngươi, thế nhưng vạ khó tránh khỏi. Vừa rồi ngươi ra tay giao huấn Diệp Tân, hiện giờ ngươi cũng giống hắn, mặt chạm đất, sau đó các ngươi có thể rời đi. Chu Thế Văn trong mắt chuyển động, có tâm liều mạng, lại biết không thể sống được trong tay của Diệp Tư Đạo. Lúc này, hắn cắn răng thầm nghĩ. Lão tử mặt chạm đất cũng không có gì cả. Vì thế, thả người nhảy lên không trung, đầu dưới chân trên, khuôn mặt do quai nón của hắn hung hăng đụng vào mặt đất. Hắn dù nửa chân bước vào tiên thiên, nhưng cái mũi vẫn bị va chạm làm lệch đi một bên. Chu Cường Thịnh cuống quýt nâng hắn dậy, hai người bước nhanh khỏi mã trường. Mã Tam Bảo chần chừ một chút, hắn nói. Phù chủ, thả bọn họ đi như vậy sao? Diệp Tư Đạo cười nói. Một tiểu bối còn không đáng để cho ta ra tay. Ta lưu hắn lại cũng là muốn mượn tay hắn tu luyện đệ tử Diệp gia. Chu Cường Thịnh cũng không đáng để cho ta ra tay. Hắn tu luyện tâm pháp quá mức cường mãnh bá đạo, dị tượng lộ hẳn ra ngoài, ngay cả thân thể hắn cũng không thể chịu đựng được. Không cần ta động thủ, hắn cũng không sống nổi hết tháng sau. Tam Bảo, tư chất của ngươi không tồi, hẳn rất nhanh sẽ có thể tới được Cố Nguyên Kỳ. Vô sĩ Cố Nguyên Kỳ nguyên khí đại nhật nhiều lớn, lan tràn quanh thân, thế nhưng mà nguyên khí cũng sẽ không tràn ra ngoài cơ thể, công chính bình thản, giống như Chu Cường Thịnh chỉ có thể tự tìm đường chết mà thôi. Mã Tam Bảo biết đây là phủ chủ mượn Chu Cường Thịnh chỉ điểm cho mình, trong lòng cảm động vạn phần nói. Phủ chủ, hôm nay tới nhìn thất gia đi, vì sao không đi gặp hắn vậy? Ngọc không mài, không nên thân. Nếu hắn có thể qua được cửa này, tương lai chưa chắc không thể trùng tu tiên thiên, trở thành vô sĩ. Nếu nhìn thấy hắn, có lợi ích gì chứ? Diệp Tư Đạo thở dài một tiếng, lắc đầu đi ra bên ngoài, bóng dáng có vẻ có chút cô đơn. Chu Thế Văn tiểu tử kia tuy rằng bừa bãi, nhưng nói đúng, Diệp gia ta ngoại trừ Tần Nhi và Thiếu Bảo, những đệ tử khác đều là lợn, cá, không chút triển vọng nào. Hiện giờ Thiếu Bảo bị phế, Tần Nhi ra ngoài chưa về, không biết sống chết ra sao. Chẳng lẽ Diệp gia ta thật sự là phải xuống dốc rồi sao? Sau khi Chu Thế Văn rời khỏi, mạch ngọc lâu bên trong đan điền của Diệp Húc đã trở lại bình thường, tiếp tục lơ lửng trong đan điền, không nhúc nhích động đậy. Diệp Húc trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tòa mạch ngọc lâu này quả thực có lực lượng phi phàm, thậm chí ngay cả 7 tầng thất tinh thanh quang hàn ngọc lâu mà thiên đạo ban tặng cho cũng bị nó đánh cho nát vụn. Tuy nhiên, lực lượng này mạnh mà hắn lại không thể điều động được. Vừa rồi, lúc Diệp Tân động thủ với hắn, mạch ngọc lâu dục dịch lại thủy chung không bay ra khỏi đan điền, oanh sát Diệp Tân. Cái này giống như có gia sản bạc triệu, thế nhưng lại không thể cầm tiền ra mà tiêu được. Tòa bạch ngọc lâu này hoàn toàn không thể trông cậy vào được rồi. Ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Chỉ có lực lượng bản thân mình, tự mình hùng mạnh mới là căn bản. Cũng may thương thế kinh mạch của ta đã khỏi hẳn rồi. Kinh nghiệm thì đã có từ trước. Trùng tu tiên thiên nhiều lắm cũng chỉ là chuyện của 2-3 năm mà thôi. Diệp Húc yên lặng tâm thần, vận chuyển thương minh luyện thể quyết. Không ngờ thuận lợi vô cùng. Hiện giờ kinh mạch của hắn so với khi hắn bước vào võ đạo tiên thiên còn dày, rộng, rắn chắc hơn nhiều. Tốc độ vận chuyển chân khí cũng tăng lên rất lớn. Không chỉ có như thế, hắn còn kinh hãi phát hiện ra chân khí lấy một tốc độ khủng bố mà tăng trưởng, so với thời điểm hắn đeo trên lưng danh hiệu kỳ tài ngút trời còn muốn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngắn ngủi vài canh giờ, thương minh chân khí trong đan điền của hắn đã ngưng tụ thành một đóa mây xanh. Tòa bạch ngọc lâu thần bí kia vững vàng đặt ở trên mây xanh, không ngừng có chân khí mới dũng mãnh được cây non thanh ngọc bên trong bạch ngọc lâu hấp thu. Sau đấy nó lại phun ra chân khí màu xanh đẫm dung nhập vào trong mây xanh.
Thường mình luyện thể quyết nhất trọng chẳng lẽ luyện thành chóng vánh như vậy hay sao? Diệp Húc trong lòng hoảng sợ, thương minh chân khí đã ngưng tụ ra một đóa mây xanh, ý nghĩa hắn đã luyện thành thương minh luyện thể quyết nhất trọng. Hồi trước hắn làm được một bước này ước chừng mất 3 tháng, mà hiện giờ chỉ cần dùng vài canh giờ. Loại tốc độ tu luyện này thậm chí cả hắn cũng cảm thấy khủng bố. Nếu nói trước kia ta là kỳ tài ngút trời, như vậy hiện giờ là cái gì đây? Là quái vật sao? Hay quái thai? Hay là biến thái đây? Nếu như việc này lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Liễu Châu sẽ oanh động. Không biết bao nhiêu người muốn cắt mình ra để nghiên cứu đây. Thương minh luyện thể quyết tu thành nhất trọng cảnh giới, xong tốc độ tăng trưởng không chút giảm, ngược lại còn nhanh hơn vài phần. Không lâu sau đấy, đóa mây xanh thứ hai luyện thành, sau đó là đóa thứ ba, đóa thứ tư. Diệp Húc lại mở to mắt ra nhìn. Trong đan điền của hắn rõ ràng xuất hiện ra 9 đóa mây xanh lơ lửng. Các đóa mây vây quanh Bạch Ngọc Lâu như chúng tinh phủng nguyệt, các vì sao vây quanh mặt trăng. Thương minh luyện thể quyết cũng được hắn tu luyện tới nhị trọng đỉnh phong, bắt đầu hướng tới đệ tam trọng. Kinh mạch rộng mở, hiện giờ chân khí của hắn so với trước đây thâm hậu hơn gấp mấy lần. Việc này ý nghĩa, nếu như hắn một lần nữa bước vào cảnh giới tiên thiên, thực lực so với võ đạo tiên thiên cao thủ cùng cảnh giới mạnh mẽ hơn gấp mấy lần. Mà hết thảy hiệu quả thần kỳ này đều là do cây non thanh ngọc bên trong Bạch Ngọc Lâu cung cấp. Diệp Húc mở 5 đầu ngón tay phải của mình, dùng sức niết một cái, không khí phát ra những tiếng nổ nhỏ đùng đùng đoàng đoàng. Thiếu niên khóe miệng lộ ra nụ cười, thét ra một tiếng, tiếng huyết gió liên miên không dứt, thanh âm đầu sung mãn vui vẻ. Từng là võ đạo kỳ tài, rút cuộc hắn cũng đã trở lại. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, thực lực còn hùng mạnh hơn cả trước đây. Tô Kiều Kiều bị tiếng huyết gió làm cho thức dậy, vội vàng phủ thêm quần áo, đẩy cửa tiến vào, vừa mừng vừa sợ. Thiếu gia, thương thế của ngài đã khỏi hẳn rồi sao? Diệp Húc nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo. Ta chẳng những khỏi hẳn thương thế, hơn nữa còn trùng tu thương minh luyện thể quyết tới cảnh giới tam trọng rồi. Tô Kiều Kiều hiển nhiên không rõ lắm luyện thương minh luyện thể quyết tới tam trọng trong một đêm có ý nghĩa gì, là chuyện khủng bố như thế nào. Nàng chỉ biết Diệp Húc cao hứng, trong lòng của nàng cũng vui mừng vô hạn, gật đầu tán thưởng như gà con mổ thóc nói. Quá lợi hại, thiếu gia quả là lợi hại mà. Tô Kiều Kiều hiển nhiên không rõ lắm chuyện thương minh luyện thể quyết tới tam trọng trong một đêm có ý nghĩa gì, là chuyện khủng bố như thế nào. Nàng chỉ biết Diệp Húc cao hứng, trong lòng của nàng cũng cao hứng. Gật đầu tán thưởng như gà con mổ thóc, nàng nói. Quá lợi hại, thiếu gia, người quá lợi hại. Diệp Húc có chút bất đắc dĩ, hắn nói. Kiều Kiều, tốc độ tu luyện của ta hiện giờ còn nhanh hơn trước kìa. Tô Kiều Kiều hiển nhiên vẫn không rõ, nàng gật đầu nói. Đó là tự nhiên, thiếu gia ngài là thiên tài mà. Diệp Húc cười khổ, Kiều Kiều tuy rằng thông minh lanh lợi, thế nhưng thủy chung vẫn không hiểu một đêm tu luyện thương minh luyện thể quyết tới tam trọng có ý nghĩa như thế nào. Nàng chỉ cho rằng hắn có thành tựu như vậy là chuyện đương nhiên mà thôi. Đồng thời trong lòng của hắn có chút cảm động, tiểu nha đầu này đối với hắn có chút tín nhiệm và sùng bái khó hiểu. Nhưng nếu đổi lại là một người có chút hiểu biết về thương minh luyện thể quyết, chỉ sợ đã sớm kinh ngạc tới mức cảm rớt xuống đất rồi. Thiếu gia, thương thế của người đã khỏi hẳn, như vậy chúng ta có phải chuẩn bị giết trở về hay không? Nô tỳ có chút nhớ nhung nhà của chúng ta rồi. Tiểu nha đầu huy tay chém xuống, đằng đằng sắt khí nói. Bây giờ còn chưa vội, vài 3 tháng nữa ta trùng tu võ đạo tiên thiên rồi, trở về cũng không muốn. Diệp Phúc trong mắt tinh quang chợt lóe, hiện giờ trở về vẫn còn chịu huynh đệ xem thường cùng chào phúng. Phượng Hoàng không làm bạn với chim sẻ, hắn nhớ tới sắc mặt của huynh đệ mình càng cảm thấy ghê tởm. Muốn đi về cũng phải đợi tới lúc hắn trùng tu võ đạo tiên thiên lần nữa, lấy khí thế không thể ngăn cản mà về. Trở về Diệp gia nội phủ trở thành vu sĩ, đem những huynh đệ của mình hung hăng dẫm nát họ dưới chân, làm cho bọn họ biết ai mới là rắc rưởi chân chính. Mã trưởng chủ sao? Diệp Phúc đột nhiên nhìn ra ngoài cửa, một thân ảnh đang lẳng lặng đứng đấy, giống như bàn thạch lù lù bất động. Hắn đúng là mã trưởng chủ của mã trường. Thanh niên áo xanh kia kinh nghiệm đầy mình, hiển nhiên cũng bị tiếng huyết gió làm cho kinh động, đến đây đã không biết bao nhiêu lâu rồi. Diệp Húc trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, vội vàng đẩy Tô Kiều Kiều sang một bên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu mã Tam Bảo đột nhiên dâng lên một mảnh nguyên khí màu tím, như khí trời hoàng hôn vậy, phát ra mênh mông như sóng biển. Sóng lớn cuồn cuộn, kinh đảo phách ngạn. Phiến nguyên khí màu tím kia đột nhiên ngưng kết, hóa thành một trường ấn thật lớn, xoẹt một tiếng đánh lên trên đỉnh đầu Diệp Húc, dần dần ép xuống. Trường ấn do nguyên khí tạo thành này, lực lượng mạnh khủng bố,
Diệp Phúc chỉ cảm thấy một trường hạ xuống, giống như một tòa núi lớn đè nặng lên. Trong sức nặng của nó còn ẩn chứa sự linh hoạt cùng khí thế sắc bén vô cùng. Nó đem toàn thân Diệp Phúc trên dưới khóa chặt, căn bản không chút nào tránh né. Đây là vũ sĩ lực lượng hay sao? Quả nhiên không thể tưởng tượng. Nếu tránh không được, vậy chỉ có thể đón đỡ, đánh nát nguyên khí trường ấn. Diệp Phúc ánh mắt chợt lóe tinh quang, song trường đột nhiên chấn động, từng đạo trường ấn bay múa chung quanh hắn, giống như những con bướm đầy màu sắc đang bay lượn cao thấp, trông rất đẹp mắt. Tuy những trường lực giống như ảo ảnh bướm bướm này nhìn qua nhu nhược, kỳ lực lại ẩn chứa lực đạo rất mạnh mẽ. Mỗi một trường đều có thể phát huy ra hoàn mỹ uy lực của thông minh chân khí. Đại thiên diệp thủ là võ học thượng thừa của Diệp Phủ, tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Lúc thi triển ra trường ấn hóa thành ngàn con thanh điệp, những con bướm xanh chỗ nào cũng có, làm cho người ta khó lòng phòng bị, uy lực cực kỳ hùng mạnh. Diệp Húc lúc trước đã tu luyện môn võ học này tới cảnh giới nghìn con thanh điệp cùng bay. Lúc này bởi vì tu vi hạn chế, hắn chỉ có thể hóa ra hơn 100 trường ấn, nhưng uy lực cũng khá khả quan. Nếu đổi là người khác, lấy thông minh luyện thể quyết tu vi tam trọng, nhiều nhất chỉ có thể hóa trường ấn thành 20 con thanh điệp là không thể tiếp tục được nữa. Diệp Húc tuy rằng chỉ có tu vi thông minh luyện thể quyết, nhưng chân khí của hắn thâm sâu, thâm hậu gấp mấy lần so với những người cùng cảnh giới. Chỉ thấy hơn 100 trường ấn thanh điệp này giống như thiêu thân lao vào lửa, lần lượt chạm vào trường ấn nguyên khí của Mã Tam Bảo. Thanh âm phát ra liên tục, khí lãng quét ngang, âm ầm đánh lên vách tường. Bột đá rơi xuống mặt đất, tràn ngập bụi mù. Trường ấn nguyên khí của Mã Tam Bảo ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Đại thiên diệp thủ của Diệp Húc đánh trúng trường ấn màu tím kia, vẫn không thể triệt tiêu được tất cả lực đạo. Đột nhiên chiêu thức của hắn lại biến đổi, trọng tâm xuống thấp, hạ bàn cứng rắn, hóa trưởng thành quyền, sử dụng một loại võ học khác, đó là đại lực kinh cương quyền. Mã Tam Bảo không khỏi nhẹ kêu a lên một tiếng. Đại lực kim cương quyền vốn là võ học thấp nhất của Diệp Phủ, chiêu thức của nó cực kỳ đơn giản lại cứng nhắc, thiếu biến hóa, ngay cả Giao Nô cũng ít người tu luyện quyền pháp này. Ngay cả hắn cũng không ngờ Diệp Húc lại dùng loại quyền pháp không được xếp hạng này để đối kháng với nguyên khí đại thủ ấn của hắn. Đồng dạng là đại lực kim cương quyền, nhưng trong tay Diệp Húc đã có một loại hương vị khác hẳn, một quyền một cước đi thẳng về phía trước, phong cách cổ xưa vững chắc, giống như khí độ của tông sư. Uy lực của đại lực kim cương quyền theo đấy cũng tăng lên mấy lần, thậm chí còn siêu việt hơn cả loại võ học thượng thừa của Diệp Phủ là đại thiên diệp thủ kia nữa. Dầm một tiếng, Diệp Húc liên tục oanh ra hơn chục đường quyền, nguyên khí đại thủ ấn của Mã Tam Bảo cuối cùng cũng bị loại quyền pháp không được xếp hạng đơn giản nhất này đánh nát. Lúc này ngay cả Mã Tam Bảo cũng không thể không kinh ngạc vạn phần. Dùng võ học thấp nhất đánh nát nguyên khí đại thủ ấn của vũ sĩ, loại thiên tư này quả thực có thể nói là vô cùng khủng bố. Nguyên khí đại thủ ấn bị phá nát, Diệp Húc đột nhiên bóng dáng vừa động, dường như một con rơi di chuyển vậy. Một đạo hình cung giống như khói bay thổi hướng Mã Tam Bảo. Thanh điệp chung quanh thân thể của hắn tung bay cao thấp, đưa hắn bao thành một hình cầu lớn, ầm ầm lan lộn. Thế không thể đỡ được, dường như bất kỳ ai ngăn trở đều sẽ bị đập nát vậy. Trong đại cầu lớn truyền tới từng tiếng giòn vang như sắt thép va vào nhau vậy. Dường như hai bàn tay của hắn đã biến thành sắt thép vậy, không có gì không phá được. Mã Tam Bảo trong mắt không khỏi lộ ra một tia tán thưởng, âm thầm gật đầu. Diệp Húc lúc này đánh tới, thấp nhất là bốn loại võ học thượng thừa: Thương Minh Luyện Thể Quyết, Đại Thiên Diệp Thủ, Kim Cương Phục Ma Công và Thanh Dực Bức Vương Quyết. Phân biệt là nội gia tâm pháp, nội gia trưởng pháp, ngoại môn ngạnh công và kinh thân công phu. Bốn loại võ học thượng thừa này, bất kỳ kẻ nào muốn tinh thông một loại trong đó đều phải tiêu phí gần 10 năm công phu. Thế nhưng trong tay Diệp Húc, bốn loại võ học thượng thừa này không ngờ đã hợp nhất với nhau, xào rượu đến vô cùng, xuất thần nhập hóa. Cho dù là Mã Tam Bảo cũng không thể không tán thưởng thiên tư của hắn. Mã Tam Bảo như trước chắp hai tay sau lưng, đứng ở dưới tinh quang nhìn Diệp Húc đánh tới. Đợi khí thế của hắn kéo lên tới đỉnh điểm, đột nhiên từ trên đầu nguyên khí màu tím bắt đầu khởi động, hóa thành mấy bàn tay to, có nắm tay, có cái biến hóa thành trường ấn, có cái biến thành thủ đao, rồi lại biến thành ưng chảo, cũng có hư không chỉ điểm. Không ngờ trong nháy mắt xuất ra hơn 10 vại loại võ học, đem khí thế của Diệp Húc đánh tan hết. Diệp Húc một kích không trúng, hắn lùi lại về phía sau, bóng dáng phiêu phiêu mơ hồ, khiến người ta không thể nhìn thấu được điểm dừng chân của hắn. Đợi khi thối lui tới hơn mấy trượng xa, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Mã Tam Bảo vẫn đứng chắp tay sau lưng ở đấy, không có ý tứ tiếp tục ra tay, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng mà thở ra.
Thật ra thương thế của ngươi quả nhiên đã tốt hơn nhiều rồi. Mã Tam Bảo trong mắt lộ ra nụ cười, vuốt cằm mà nói: Ngày mai thất gia có thể trở lại nội phủ, không cần phải dọn chuồng ngựa nữa rồi. Phủ chủ mà biết việc này tất nhiên sẽ rất vui mừng. Diệp Húc chần chừ một chút rồi lắc đầu nói: Trường chủ, chỉ sợ ta còn muốn ở Mã Trường một đoạn thời gian nữa. Thương thế của ta khỏi hẳn, tin tức này xin trường chủ không cần phải nói ra ngoài. Mã Tam Bảo trầm mặc một chút, mở miệng nói: Nếu phủ chủ hỏi, Mã Mỗ khẳng định biết gì nói nấy, xin thất gia thứ lỗi. Mặt khác, Mã Trường của Mã Mỗ không nuôi người rảnh rỗi, thất gia nếu muốn ở lại đây vẫn phải dọn sạch chuồng ngựa. Hắn nguyên bản là một mã nô, một tay được Diệp Tư Đạo đề bạt lên trở thành vô sĩ, lại được Diệp Tư Đạo giao cho trọng trách, rất trung thành tận tâm với Diệp Tư Đạo. Diệp Húc lộ ra một tia cười khổ, nghiêm nghị mà nói: Phủ chủ làm sao quan tâm tới sống chết của một kẻ rắc rưởi như ta chứ? Nếu hắn thực sự quan tâm, làm sao lại bắt ta làm mã nô như vậy? Mã Tam Bảo chỉnh lại sắc mặt, nghiêm nghị mà nói: Thật ra, phủ chủ cho người làm nô kỳ thực là để bảo toàn cho người. Diệp Húc trong động, Mã Tam Bảo tiếp tục nói: Năm đó, Diệp gia tổ tiên cũng có một vị võ học kỳ tài, thành tựu võ đạo tiên thiên. Hắn trong khi chắc thí ở võ bị các, bị Phương gia đánh lén, kết cục giống như ngươi vậy. Ngọc lâu bị hủy, tu vi mất hết, biến thành một phế nhân. Vậy sau đó thì sao? Diệp Húc không kìm được mà lên tiếng hỏi nhanh. Hắn không chịu nổi bị người khác xem thường cùng với trào phúng, không gượng dậy nổi, đã tự sát rồi. Diệp Húc trầm mặc. Hắn cũng đã trải qua giống như vậy, rất minh bạch tâm tình lúc đấy của vị tổ tiên kia. Danh hiệu thiên tài mặc dù vang dội, nhưng sau khi thiên tài ngã xuống, cảm giác mất mát quá lớn này rất dễ làm cho nội tâm của người đó tan nát. Tuy nhiên khác với vị tổ tiên kia là nội tâm của hắn được tu luyện cực kỳ hùng mạnh, giống như bàn thạch vậy, căn bản sẽ không bị tin đồn làm phá hủy. Hơn nữa, hắn còn có cây non thanh ngọc bên trong thần bí ngọc lâu kia, không ngừng mang tới cho hắn hy vọng Đông Sơn tái khởi, làm lại từ đầu. Diệp Tư Đạo muốn hắn làm nô, khiến hắn rời khỏi nội phủ Diệp gia, ra ngoài thành tới Mã Trường làm mã nô, đích sắc trong đấy bao hàm ý tứ bảo toàn cho hắn. Đương nhiên cũng có nguyên nhân võ bị các bị hủy mà khiển trách hắn. Diệp Húc không thể không cảm thán, phủ chủ Vu Hoang thế gia lòng dạ quả nhiên sâu không lường được. Mã Tam Bảo xoay người rời khỏi, đột nhiên dừng lại, nghi hoặc nói: Thật ra người có phải có xích mích với ngoại môn tổng quán Diệp Ly phải không? Diệp Húc trong lòng vừa động, nhẹ nhàng gật đầu. Theo ta được biết, Diệp Ly mua được vài mã nô sẽ đối phó với ngươi. Mã Tam Bảo cười lạnh nói: Lão già này chán sống rồi, không ngờ dám mua đồ trên mã trưởng của ta. Thật ra, ngươi nếu không ứng phó được, ta có thể ra tay. Diệp Húc thản nhiên nói: Trường chủ cho rằng ta không phải đối thủ của vài mã nô hay sao? Còn mời trường chủ hạ thủ lưu tình cho, để Diệp Ly lưu ta cho ta xử lý. Ta muốn đích thân xử tử cái lão cẩu này. Mã Tam Bảo trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, hắn nói: Diệp Ly đã tiến vào võ đạo tiên thiên cảnh giới hơn 20 năm, tu vi thâm hậu, ở trong gia nô Diệp Phú xếp trong 10 hạng thứ đầu, thậm chí nói hắn xếp thứ nhất cũng không quá đáng, rất khó đối phó kìa. Tuy nhiên, thật ra đã có cái hùng tâm này, Mã Mỗ cũng không tiện tham dự, xin cáo từ. Tô Kiều Kiều nhìn Mã Tam Bảo đi xa, thấp giọng nói: Thiếu gia, Mã Trường chủ sao lại ra tay với người vậy? Hắn chỉ muốn thử ta, xem thương thế của ta đã khỏi hẳn chưa thôi. Diệp Húc buồn bã lắc đầu nói: Lực lượng của vô sĩ thật sự là quá hùng mạnh, vừa rồi một chiêu của Trường chủ chỉ sợ nhiều nhất sử dụng 1% lực lượng, mà không làm gì được 1%, nhiều nhất chỉ có 1/1000 kìa. 1/1000 lực lượng liền có thể áp chế được hắn, không thể không nói lực lượng vô sĩ thật sự là khủng bố, không thể tưởng tượng. Diệp Húc tự nghĩ, mặc dù hắn khôi phục tu vi võ đạo tiên thiên, ở trên tay của Mã Tam Bảo cũng không thể qua được một chiêu. Mã Tam Bảo đã lợi hại như vậy thì Diệp Tư Đạo thân là vô sĩ đệ nhất thành Liễu Châu, không biết thực lực khủng mạnh sẽ tới mức nào. Vô sĩ? Trong mắt của Diệp Húc không khỏi lộ ra vẻ cuồng nhiệt, hắn thầm nghĩ trong lòng: Lực lượng vô sĩ thật làm cho người ta đỏ mắt thèm thuồng mà. Một ngày kia ta tất nhiên cũng có thể có lực lượng khủng bố này. Ngày đó hắn cũng không còn xa nữa đâu. Bên ngoài thành Liễu Châu, bên cạnh chân núi Bách Man, Diệp Húc ngẩng đầu đánh giá chung quanh, chỉ thấy phía núi rừng trước mắt tan hoang vô cùng, nơi nơi đều là những cây đại thụ che trời bị gãy đổ, mặt đất gồ ghề có dấu chân, cũng có trường ấn, cũng có người, thậm chí còn xuất hiện vài cái ấn ký hình người tạo thành chữ đại nữa.
dường như nơi này có người bị đối thủ bắt lấy cổ chân, hung hăng đập xuống mặt đất vậy. Thiếu gia, nơi này là... Tô Kiều Kiều đánh giá chung quanh, tuy rằng võ đạo của nàng vẫn ở mức thấp kém đáng thương, nhưng vẫn có thể nhìn ra nơi này có người ác chiến. Bởi vậy phía núi rừng này mới bị tàn phá tan hoang tới như vậy. Nơi này chính là nơi ta cùng Chu Thế Huynh giao thủ trước kia. Diệp Húc mỉm cười nói. Tô Kiều Kiều khoa chân múa tay, đo một ấn ký hình người ở trên mặt đất, phát hiện hình thể không khác Chu Thế Văn nhiều lắm. Nàng nghĩ tới thanh niên cường tráng thân hình thô kịch bị Diệp Húc hung hăng ném xuống mặt đất, không khỏi cười khanh khách không ngừng. Diệp Húc phẫn nộ nói. Kiều Kiều, kỳ thực ta cũng bị hắn đập qua như vậy. Tô Kiều Kiều thè lưỡi, nàng biết Diệp Húc và Chu Thế Văn hai người trời sinh đối đầu. Hai người này cách một thời gian lại chạy tới đây chiến đấu một lần. Tuy nhiên, khi đó Diệp Húc đều lẻ loi một mình, không một ai đi theo. Mà lúc này, Diệp Húc lại mang nàng tới đây thăm chốn cũ. Trong lòng của nàng có một loại cảm giác ngọt ngào khi được chia sẻ bí mật. Diệp Húc tiếp tục đi về phía trước. Nàng vội vàng đuổi kịp. Không quá lâu sau, trước mắt bọn họ xuất hiện một đoạn vách đá. Đoạn vách đá này không cao, chỉ có 3-4 trượng, lại cực kỳ hiểm trở. Mặt phẳng bằng như gương, giống như bị người ta dùng một dao mở ra vậy. Tô Kiều Kiều chú ý thấy trên mặt vách đá có rất nhiều nơi gồ ghề, cẩn thận xem xét không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Những lỗ to nhỏ đó không ngờ là một đám trường ấn. Trường ấn rậm rạp, phương hướng từ nông tới sâu, có chỗ cực nông chỉ lưu lại trên vách đá dấu vết mờ nhạt, có trường ấn lại sâu đậm, trường lực khắc trên vách đá thậm chí khiến cho vách đá như mềm yếu vậy. Dường như vách núi này không phải là một vách đá mà là một khối đậu hũ vậy. Diệp Húc trở về chốn cũ, trong lòng cảm khái ngàn vạn lần, đứng trước mặt vách núi thật lâu, đột nhiên mỉm cười nói. Nơi này là nơi ta kiểm nghiệm thực lực của mình. Tô Kiều Kiều giơ bàn tay nhỏ bé của mình chụp lên vách đá, cánh tay bị chấn run lên, vách đá y nguyên không có nửa điểm dấu vết lưu lại. Diệp Húc bật cười. Nhà đầu ngốc, nghĩ muốn lưu trưởng ấn của ngươi trên vách đá này, trừ phi luyện huyền minh chân khí tới tam trọng cảnh giới đi. Năm đó ta tu luyện thương minh luyện thể quyết tới cảnh giới tam trọng mới có thể lưu lại trường ấn của mình được. Tô Kiều Kiều thè lưỡi nhìn dọc theo vách đá, trong lòng kinh hãi vạn phần. Bàn tay người làm máu thịt, làm sao có thể lưu lại dấu ấn trên vách đá như vậy được đây? Thiếu gia, loại trường lực này nếu đánh trên người thường còn không đánh cho chóc thịt bong gân, so với roi còn lợi hại hơn sao? Diệp Húc cười khẽ lắc đầu. Chóc da bong thịt ư? Cô gái nhỏ này rất đơn thuần, nếu đúng là người thường căn bản không cần vận dụng chân khí, nâng một tay chụp một cái bọn họ cũng thành thịt vụn rồi. Võ học của Vu Hoang thế gia cũng không phải nhìn đơn giản là như thế. Mà thiếu gia, đây là trường ấn của ai vậy? Nàng phát hiện ra trên vách đá có trường ấn khác với trường ấn của Diệp Húc, không khỏi tò mò mà hỏi. Trường ấn này lưu ở bên cạnh trường ấn của Diệp Húc, nó rộng thùng thình giống như hùng trưởng, lại có nét tương đối tinh tế như thể là của nữ nhân vậy. Hơn nữa trường ấn do bàn tay nhỏ mảnh này lưu lại bá đạo vô cùng. Vài trường ấn cuối cùng ngay cả vách đá đều bị đốt trọi. Hiển nhiên người lưu lại trường ấn này tu luyện một loại võ học mãnh liệt vô cùng, tương đối cương mãnh. Trường ấn rộng lớn này là của Chu Thế Văn, Chu Thế Huynh lưu lại. Ta cùng hắn gặp nhau ở nơi này ác chiến một hồi, sau đó hàng tháng hắn đều chờ ta ở đây cùng ta đánh giá. Diệp Húc đứng thẳng trước vách đá, yên lặng tâm thần, vận chuyển chân khí, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn thản nhiên nói. Trường ấn mảnh khảnh hẳn là của Phương Thần, Phương Thế Huynh lưu lại rồi. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ lộ mặt cả. Phương Thần là thiên kiêu chi tử của Vu Hoang thế gia Phương gia. Hắn cùng nổi danh với Diệp Húc, Chu Thế Văn ở Liễu Châu Thành này. Tô Kiều Kiều cũng từng nghe qua tên hắn. Người này tu dưỡng võ đạo cực kỳ khủng bố, không kém chút nào với Diệp Húc cùng Chu Thế Văn, là thiên tài kiệt xuất nhất của Phương gia. Hắn lưu lại trường ấn của mình trên vách đá, cùng lúc là nghiệm chứng thực lực của mình. Về phương diện khác, cũng hướng tới Diệp Húc cùng Chu Thế Văn tuyên bố sự hùng mạnh của chính mình. Tuy nhiên, Diệp Húc và Chu Thế Văn từng tháng đều tới nơi này đại chiến một hồi. Phương Thần trốn tránh, âm thầm cũng không có lộ mặt. Việc này chứng tỏ trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng được hai người bọn họ. Xoẹt, xoẹt. Diệp Húc bỗng nhiên mở to mắt, tinh quang bắn ra, một chưởng đánh tới vách đá. Hắn về lại chốn cũ chính là muốn kiểm nghiệm thực lực của mình so với trước kia rốt cuộc chênh lệch lớn như thế nào. Dầm. Tay trưởng của hắn dừng trên vách đá, lập tức đá vụn bay tán loạn, rõ ràng lưu lại trên vách đá một trường ấn sâu gần một tấc. Tô Kiều Kiều hoảng sợ, vội vàng thăm dò qua, cẩn thận xem xét một phen. Đối với trường ấn năm đó Diệp Húc lưu lại, vừa mừng vừa sợ mà nói. Thiếu gia,
ngài tu luyện thương minh luyện thể quyết tới 4 trọng rồi sao? Thật là nhanh. Không, không có, vẫn ở cảnh giới tam trọng mà thôi. Diệp Húc cao mặt, cẩn thận đánh giá. Năm đấy trường ấn đầu tiên hắn lưu lại trên vách đá, đúng là khi tu luyện tới đệ tam trọng, cảnh giới thương minh luyện thể quyết. Nhưng lần này, đánh ra một trường, trường lực không ngờ lại hơn xa năm đấy, có lực. Khó trách Tô Kiều Kiều hiểu nhầm hắn luyện tới trọng thứ tư. Chiều sâu trường ấn của hắn thậm chí còn sâu hơn tứ trọng một ít, tiếp cận ngũ trọng rồi. Cảnh giới giống nhau, trường lực của hắn không ngờ lại mạnh hơn mấy lần, đạt tới độ cao đỉnh tứ trọng. Kết quả này khiến ngay cả hắn cũng có chút khó tin. Chân khí của hắn đích thực hùng hậu hơn xa trước kia khi so với cùng cảnh giới. Nhưng mà tạo thành loại hiệu quả như thế này vẫn khó tin, dù sao thương minh chân khí tứ trọng chất lượng hơn xa tam trọng. Điều này chỉ có thể nói hắn trùng tu, chất cùng lượng chân khí đã hơn xa trước. Lúc trước hắn đã ở trình độ võ đạo cực cao rồi, toàn bộ Liễu Châu Thành chỉ có Chu Thế Văn cùng Phương Thần mới có thể đánh ngang với hắn. Mà hiện giờ sau khi trùng tu lại, chất lượng chân khí hơn xa trước, chẳng phải nói tư chất của hắn cũng gia tăng hay sao? Chẳng lẽ là tác dụng của cây non thanh ngọc trong bạch ngọc lâu kia hay sao? Diệp Húc âm thầm suy nghĩ. Lúc này hắn có thể nhận rõ khá chắc về lực lượng của mình, cũng không cần ở lại đây nữa. Lúc này hắn cùng Tô Kiều Kiều trở về mã trường. Trên đường trở về, Tô Nha Đầu hứng chí bừng bừng, nắm tay nhỏ huy huy trên không. Thiếu gia, tương lai nô tỳ cũng muốn lưu lại trường ấn của mình trên vách đá kia. Vậy ngươi cần cố gắng rồi. Diệp Húc cười nói. Sau khi trở lại mã trường vài ngày, Diệp Húc phát hiện vài cái mã nô quản lý chuồng ngựa chỉ trò trò với hắn, không có ý tốt, có khi cố ý gây khó dễ, trong lòng liền hiểu rõ. Xem ra Càn Khôn thủ Diệp Ly quả nhiên không từ bỏ ý định mua vài mã nô đối phó với ta. Lão cầu này chán sống rồi. Diệp Húc đối với khiêu khích của vài cái mã nô cũng không để ý trong lòng. Sau khi dọn sạch chuồng ngựa, hắn chuyên tâm tu luyện như trước. Mấy ngày nay thương minh luyện thể quyết được hắn tu luyện tới cảnh giới tam trọng đỉnh phong, trong đan điền cũng dành dụng được 27 đóa thanh vân xanh thẫm, thực lực càng hùng mạnh hơn xưa. Mà sau khi tu vi của hắn bị phế, Tô Kiều Kiều dường như bị kích thích chuyên tâm học võ. Nhìn nàng khắc khổ như vậy, thậm chí có đôi khi Diệp Húc có chút xấu hổ. Một mặt tu luyện, một mặt chỉ điểm cho Tô Kiều Kiều tập võ, cuộc sống của Diệp Húc tạm ổn, vui vẻ hòa thuận được mấy ngày. Thậm chí phong cảnh này so với trước đây còn có chút ý vị hơn. Sáng sớm hôm đấy, Diệp Húc vừa mới dọn dẹp chuồng ngựa xong, đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đại hán trung niên cường tráng, mang theo 6-7 mã nô, dũng mãnh đi vào trong chuồng ngựa, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hán tử cường tráng này tên là Sa Thông Thiên, là đầu mục mã nô, phụ trách quản lý chuồng. Mấy ngày nay Sa Thông Thiên không phải bắt hắn quét dọn chuồng ngựa mấy lần thì tìm mọi cách đùa cợt nhục nhã hắn. Sa Thông Thiên mang theo đàn nô đi thẳng tới chỗ của Diệp Húc, đột nhiên hắn vỗ tay mấy cái, lập tức có mã nô đưa tới cái bàn. Sa Thông Thiên nghênh ngang ngồi xuống, một mã nô bung rủ che nắng cho hắn, còn có hai mã nô phe phải cái quạt, lại có mấy mã nô mang tới một mâm đựng trái cây, một bộ dạng đợi trình diễn cho hay. Nhìn Diệp Húc, Sa Thông Thiên đột nhiên cười ầm, âm lạnh, hắn nói: "Thân là mã nô, đầu tiên phải biết được y dược. Lúc ngựa sinh bệnh, phải biết bệnh gì mới có thể chiếu bệnh bốc thuốc. Diệp thiếu bảo, ngươi là người mới tới, xem bệnh cho ngựa là bài học thứ nhất kìa. Người đâu, dắt con thanh truy mã tới đây." Sau một lúc lâu, một mã nô bắt sắt một thất tuấn mã đi tới. Con ngựa kia kêu vang như sấm, một đường kéo một đường, hiển nhiên có bệnh trong người. Sa Thông Thiên sai người mang tới một cái sẻng, xúc một đống phân ngựa ra, đặt trước mặt Diệp Húc, cười âm âm nói: "Tiểu tử, ăn đống phân ngựa này đi, rồi nói cho ta biết thất thanh truy mã này bệnh gì." Diệp Húc sắc mặt hơi trầm xuống, rất hiển nhiên Sa Thông Thiên đã bị ngoại phủ tổng quản Diệp Ly mua chuộc, cố ý làm khó mình. Sa Thông Thiên lộ ra nụ cười âm hiểm, hắn nói: "Tiểu tử, người nếu không ăn phân ngựa, chính là làm hỏng quy củ của ta. Hỏng quy củ của ta tức là tìm đánh rồi. Nếu người ăn phân ngựa rồi mà nhìn không ra được thanh truy mã có bệnh gì, cũng là làm hỏng quy củ của ta, cũng đáng bị đánh." Một mã nô cười ha hả nói: "Cho dù ngươi có năng lực đoán đúng đi chăng nữa thì thế nào đây? Quản sự đại nhân không phải muốn ngươi thế nào thì ngươi phải thế đó hay sao?" Sa Thông Thiên cười ha ha, đắc ý vô cùng, hiển nhiên cũng không tính toán phủ nhận. Diệp Húc trầm mặc một lát, đi tới trước mặt thanh truy mã kia, khẽ mỉm cười nói: "Trường chủ, ta đã biết thanh truy mã bị bệnh gì rồi." Sa Thông Thiên sắc mặt trầm xuống: "Diệp thiếu bảo, cơm có thể ăn loạn, thế nhưng không thể nói loạn được. Người nếu nói sai, chính là lăng băm. Ở trong chuồng ngựa này, lăng băm là tử tối."
Ta tự nhiên biết rõ điều này. Sa quản sứ, con người này chính là... Diệp Húc đột nhiên trở bàn tay của mình, nhẹ nhàng đặt một chưởng lên trên trán của Thanh Truy Mã, mỉm cười nói: Tử bánh. Thanh Truy Mã lớn như vậy mà bị hắn một chưởng chụp trúng, cổ họng cũng không kêu được một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết hơn được nữa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.